Chiếc Xe Bông xin chào quý cô chú anh chị nha. Thì ngày hôm nay có một anh trai, nói chung là chỉ xem qua TikTok của em thôi, mà từ Đồng Nai về tới đây để tham quan vườn mai của em và ủng hộ luôn đó cả nhà. Một anh trai từ Đồng Nai về luôn nha. Thì cả nhà biết rồi, bên vườn mai nhà em thì bán luôn đảm bảo uy tín chất lượng và giống cho chúng ta. Rất là nhiều quý cô chú anh chị từ xa anh chị. Có một hôm có một anh từ ở Tây Ninh đến xuống ha, rồi hôm nay lại có anh từ Đồng Nai xuống luôn đó. Cho nên là cả nhà khi mua bên vườn mai nhà em thì cứ yên tâm về chất lượng giống nha. Bên em hiện tại gồm 5 cơ sở cho nên là mọi người cứ yên tâm. Và rất là nhiều giống mai mới lạ. Thì ngày hôm nay em giới thiệu cho chúng ta nè, một cái hoa hồng thanh tú cả nhà, một cái giống mai đọt đỏ, chúng ta vừa chơi hoa vừa chơi lá luôn. Và năm nay thì em đầu tư chúng ta một cái bộ đế cực kỳ quyết luôn nha. Ở đây đọt đỏ đế đẹp. Ai thích giống hoa hồng thanh tú với giá 100k một cây, 3 cây bên em bao ship thì hãy alo cho chè nhé.